Đến nay, huyện Vĩnh Linh đã hoàn thiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 26 đợt, bàn giao mặt bằng 12,5 trên 14,25 km, đạt 87,72%. Các khu tái định cư cơ bản được xây dựng với hạ tầng cơ sở đạt 85% và đã bốc thăm giao đất thực địa cho 43 trên 43 hộ gia đình thuộc diện tái định cư. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang gặp một số khó khăn. 11 hộ dân và 2 công ty trên địa bàn gồm Công ty Cổ phần Lâm sản Quảng Trị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Cương Thịnh chưa thống nhất phương án hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng. Qua kiểm tra đối với những vướng mắc, đồng chí Hà Sĩ Đông đề nghị Ban giải phóng mặt bằng huyện, các sở ngành liên quan cần khẩn trương xem xét, ra soát hồ sơ cụ thể từng trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, các hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống trên một khu đất, đề xuất phương án xử lý cụ thể và thấu đáo hơn. Nếu có trường hợp đặc thù thì huyện đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần Lâm sản Quảng Trị và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Cương Thịnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất ý kiến là thu hồi toàn bộ diện tích nhà máy. Ban giải phóng mặt bằng huyện và cơ quan chức năng căn cứ quy định của nhà nước ra soát các thủ tục cần thiết liên quan đến đất đai, áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng phù hợp theo pháp luật. Đồng chí Hà Sĩ Đông nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm quốc gia, vì vậy chính quyền địa phương cần tích cực tuyên truyền, vận động để người dân, doanh nghiệp đồng thuận di dời, thảo dỡ tài sản, phấn đấu đạt mục tiêu bàn giao 100% mặt bằng sạch cho ban quản lý dự án trước ngày 30 tháng 4 tới.